Góc độ sinh viên Lào em qua Việt Nam, con gái Lào Việt Nam như vậy này, thì em nghĩ gì về con trai Việt Nam? Con trai Việt Nam dễ thương. Lúc đầu thì em du học trên ngành á, thì con trai Việt Nam thường thường xuyên là học hỏi và giúp đỡ em học. À, giúp em học Dạ. dễ thương kiểu như thế. Dạ. Chứ còn cái dễ thương kiểu như nào nữa không? Rủ rủ đi ăn đi Rồi nhậu rồi, gì đó. à, rồi đi nhậu luôn. Dạ. À vậy thôi là giao lưu văn hóa vậy thôi, hèn chi là nhanh biết tiếng Việt rồi. Dạ. À, còn có những cái gì mà khác nhau giữa con trai Việt Nam và con trai Lào không? Mà em nhận thấy được. Em thấy con trai Việt Về Nam cách ứng xử rồi nhiều cái luôn đấy. thấy con trai Việt Nam thì dễ thương, ví dụ như người ta có người yêu thì đi chung đúng không, Đúng rồi. thì tôi muốn cho cái Việt Nam gì đó. Em Thế thấy chả lẽ con trai Lào là không con không trai em ạ? thường không lại như thế. À, Dạ tức là cái kiểu lãng mạn, kiểu quan dạ tâm á, dạ cái kiểu là quan đội tâm mũ cho nhau rồi 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 cầm tay. cầm tay Dạ rồi rồi. Thế con trai Lào là không làm những cử chỉ như vậy. dạ không biết À, sao. không biết sao mà Dạ. hay nhỉ. À, ở Việt Nam với Lào là có một cái điểm giống nhau. Mặc dù khác nhau về văn hóa nhưng ở cái lịch sử thì nó có một điểm giống nhau, đó là trước đây từng là thuộc địa của Pháp. Dạ đúng rồi. Chính vì vậy cho nên là cái văn hóa của người Pháp ảnh hưởng đến đất nước Việt Nam và sẽ có ảnh hưởng đến Lào. Và người Pháp nổi tiếng là lãng mạn. Lãng mạn. À, nhưng mà lần đầu tiên anh nghe nói là thấy thấy là con trai Lào mà không không có những cái cử chỉ như vậy. À, ngoài ra thì con trai Lào và con trai Việt Nam còn khác nhau nữa, ngoài là những cái như em nói là cái cử chỉ đấy, liên quan là về quan tâm nhỏ nhỏ, là đội mũ rồi nắm tay. Dạ, con trai Việt Nam thì đẹp trai, cao và da Da trắng. trắng hơn, Dạ. da trắng hơn cũng tùy nha, như anh Tuấn Anh là Dạ. đen này. Nhưng mà thường thường là nhìn qua là thấy là trắng trắng hơn là biết là con trai Việt Nam. À, chứ tùy, ví dụ giờ vẫn có người đen nhá, nhiều người về con Việt Nam đen lắm. Không, À, nhưng mà người người trắng thì nhiều lắm. à người Dạ. trắng thì nhiều đúng không, như anh Tuấn Anh thuộc đen này. Rồi còn về gọi là cái cách thức ăn mặc rồi gu thời trang thì con trai Việt Nam với con trai Lào thì em thấy khác nhau gì không? Về ăn mặc đúng Ăn không mặc thì khác nhiều. Con trai Lào thì bình thường. bình thường, Dạ. tức là không có chỉnh chu hay sao, tức là không có quá gọi là ăn diện quá hay sao. Dạ đúng rồi. À, còn con trai Việt Nam thì thường ăn diện hơn. À, nhưng mà anh thấy cũng có một số bạn Lào là cũng có gu thời Có trang, một số cũng một số thôi. thôi. Dạ. Nhưng À, mà phần lớn là ở Việt Nam nhiều hơn. tức là về cái gọi là cái phong cách thời trang nó sẽ Dạ. hơn. Kể cả như bọn em đi qua Việt Nam đi học ở trên lớp á, thì là cái trang phục đi lên trên lớp là ở Việt Nam là lên đại học là thoải mái, Thoải theo kiểu mái. là freestyle, Dạ. phong cách thoải mái, tự do. Thì ở trên lớp các bạn Việt Nam cũng điệu đà hơn là các bạn sinh viên Lào. Về ăn mặc á, nói chuyện thì em thấy như thế nào? Ví dụ con trai Việt Nam về gọi là cái những cái liên quan đến giao tiếp thì em thấy như thế nào? Tức là có những cái nào mà em cảm thấy nó không, em không thích thì em cũng cứ nói bình thường đúng không? Đấy, kiểu như thế. Em thấy người ta thì thấy thấy nói hay á, không không nói về em nhiều lắm á. Ừ. Tức là sao anh không hiểu nhỉ? Tức là Ví dụ như là người ta nói với con trai thì nói khác, nhưng mà nói với em thì nói hay hơn á. à, Dạ. tức là sẽ con trai Việt Nam đối với lại giao tiếp với con gái thì có một cái gì đấy nó nhẹ nhàng, Nhẹ nhàng hơn. Dạ, nó tế đúng rồi. nhị, nó lịch sự hơn Dạ, dạ đúng rồi. là giữa bọn con trai nó với nhau. Dạ. À, tức là nói chuyện là tùy vào đối tượng, đặc biệt là ưu ái các cô gái nào. Đó, thì cũng hay đúng không? Mình tìm hiểu về văn hóa của nhau như thế. 4 năm ở đây là đi picnic nhiều nhiều nơi chưa? Ở Quy Nhơn em thì đi ít lắm á, Đi ít hả? tại vì em thích ở phòng. Thích ở phòng hơn, vậy là em là thuộc tiếp là hướng nội á. Dạ. Hướng nội. Nhưng bây giờ 4 năm thì anh nói như vậy thì em nghe được hết tất cả những gì anh nói, hiểu hết tất cả những gì anh nói chưa? Dạ. Chưa, có một số từ thì em chưa biết. Ví dụ nãy giờ anh nói với em thì em có cái từ nào mà em không hiểu? Em kia nói. À, cái gì? Em kia nói. Quên luôn rồi hả? À, còn về âm nhạc á, à, khi qua Việt Nam thì em nghe nhạc Việt Nam nhé. Dạ, có Nhưng nghe mà nhạc Việt Nam. em sinh viên Lào qua Việt Nam thì thường nghe nhạc của ca sĩ nào, bài hát nào? Đối với em thì em nghe của anh Jack. Jack, 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 dạ. Jack. Jack người Huế muốn hay sao? Jack bài Bạc Phận rồi những cái bài đó, các Hoa Hải Đường rồi Dạ. Hoa Hải Đường. Dạ.
là đúng. Em thích nghe nhạc của anh Jack. Dạ. Em gì ơi. Đúng rồi. Này 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 là em gì ơi em gì. À, ngoài ca sĩ Jack thì thực ra là cũng là một ca sĩ hot ở Việt Nam đấy. Là có cái số lượng người xem cũng khủng khiếp đấy. Dạ. Khoảng tầm ví dụ những cái bài như em gì ơi lên đến khoảng tầm 300-400 triệu lượt xem. Thì ngoài Jack ra là em thích nghe nhạc của ca sĩ nào nữa không? Có một số bài nhưng mà em không nhớ tên này hả? Ví dụ như bài này. Này đây đây đây. Đấy. Bài này. À. Yêu xa nhớ lắm, thương xa dạ, nhớ rồi, lắm. Thương xa của Bích Phương. Gửi anh xa nhớ. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Tức là lúc nãy có bạn Trinh Đem á, là mình có hỏi bạn là qua Việt Nam thì sinh viên Lào là hay nghe nhạc của ai, thì một là nghe của Jack. Jack 997. Dạ. Hai là nghe nhạc của Bích Phương. Gửi anh xa nhớ, đúng không? Cái bài gì gửi dạ, anh xa rồi. Nhớ. Em xa nhớ. Yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm á. Dạ. À. Thế ngoài Bích Phương ra còn thích ca sĩ nào của Việt Nam nữa? Em thích nghe nhiều bài nhưng mà em không nhớ. À, ví dụ như ngày qua nữa không bằng. À, của à rồi rồi. Tình yêu hoa nở như hoa nở không màu. À tức là cái bài đấy của Bảo cái gì Hoài Lâm. Em thích nghe thôi. Tức là em không quan tâm về ca sĩ nhiều nhưng mà em chỉ có tập trung về cái gọi là em tập trung về cái giai điệu nhiều hơn đúng không? À, tính ra cũng hay. Nhiều bạn vừa sinh viên Lào qua đây anh thấy là đi đàn hát bài Việt Nam hay lắm á. Dạ, đúng trai không? Thôi. Con trai thôi đúng không? Còn con gái là không có hát hò nhiều đúng không? Tại vì ngại, con gái ngại. Vậy là tính ra anh thấy nhá, giữa sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam nó có một cái điểm khác là gọi là Lào hiền hơn Việt Nam. Mấy em đang học tiếng Việt xong. À, mới học tiếng Việt xong á. Dạ. Chào em. À, đây là tức là cứ thứ bảy mà cũng đi học tiếng Việt luôn. À. Anh hỏi một xíu được. Anh có hỏi một xíu không? À. Chào em. Nói được tiếng tí nào tiếng Việt chưa? À, chào anh hả? anh thấy là ví dụ giả sử như là bên gái Lào hay ngại đúng không? Hay ngại. Ngại lắm. Hay ngại lắm đúng không? Thành ra là ví dụ giả sử khi mà mình còn với con trai thì tự tin hơn. Tự tin hơn nhưng mà con gái Lào là hay ngại. Nhưng mà anh có nhiều bạn hỏi một cái câu như vậy cũng anh thấy hay này. Tức là anh thấy là con trai Lào á, thì yêu con gái Việt Nam nhiều. Nhưng mà con gái Lào á, thì anh thấy là ít con gái Lào yêu con trai Việt Nam đúng không? Dạ. Hình như thế. À. Tại vì ví dụ như em thì em thấy là nói không hiểu, nói chuyện nhau không hiểu. À. Cũng có, trước giờ cũng có nhá. Ví dụ giả sử ngày xưa có bạn Y Đương Tơ là con trai Việt Nam yêu dạ một bạn yêu một bạn nữ Lào cũng có. À, đúng My đúng không? Dạ. My đúng không? Là cũng có là con trai Việt Nam yêu con gái Lào. Nhưng mà đa phần anh thấy con trai Lào yêu con gái Việt Nam nhiều hơn. Nhiều, đa phần anh thấy thế. Dạ. Đến bây giờ anh thấy vẫn có nhiều cặp ở trong này là Lào Việt là toàn là gái Việt Nam yêu trai Lào không? Đây nhá các bạn thì đây là cái đường đi về ký túc xá của bạn sinh viên Lào này. Nói chung buổi trưa nó cũng thoáng mát lắm. Được cái ở đây nó cũng ví dụ giả sử như bọn em ở đây bọn em ở như vậy cũng thuận tiện đúng không? Nhưng mà ở đây có cái điều gì mà bọn em cảm thấy là cảm thấy giác nó còn bất tiện không? Ví dụ giả sử như này này. Cái này em không hiểu. À tức là có cái khó khăn gì không? Ví dụ như ở cái môi trường ở sinh sống như vậy này. Ở đây là sắp xếp cho các bạn ký túc xá riêng ở một khu cận nhau đúng không? Dạ. Và từ ký túc xá đi lên giảng đường nó cũng gần nhau. Nhưng mà bọn em còn có cái khó khăn nào nữa không? Dạ, cái này thoải mái lắm rồi. À thoải mái lắm dạ. Rồi hả? Không có gì khó rồi. Không có đi gì học khó. Cũng gần này thôi. À đi học gần. Nhưng mà trời mưa thì vẫn còn có một cái đoạn này. Dạ đúng rồi. Ngày xưa anh kể em á là ngày xưa là cái đường này này nó nối dài ra đến đây luôn, nó nối dài nó đâm vào cái bên kia luôn kìa. Xong rồi về sau mới làm cái đường này. Nó mới đâm thành ra là phải đập đi. Chứ còn ngày xưa là bọn em từ ký túc xá là bọn em đi lên giảng đường là không bị ướt mưa luôn. Nhưng mà có mấy hôm đó anh thấy các bạn nó trời mưa, anh thấy các bạn sinh viên Lào á là hay đi ra cái khu mấy cái khu này này soi mấy con ảnh ương ấy. Em biết cái con ảnh ương cái con mà trời mưa nó lên mà đập vào lưng xong bắt đầu là nó to ra đấy. Dạ biết. Cái lưng nó to ra xong bắt đầu về là con đấy là bên bọn em là nấu ăn như thế nào? Dạ. Nấu ăn thì mình đi canh hả? À, tức là làm cái món gì? Cái con đấy thì bên bọn em là hay làm món gì?
Em biết tiếng Lạc thôi nhá, tiếng Lạc gọi là sủa ư. À. Dạ, còn... cái con đó tiếng Lạc gọi là ư. À, bên bên Việt Nam gọi là ảnh ương. Ảnh ương giống nhau. À, đúng rồi, con gió gọi là con Việt Nam gọi là ảnh ương. Còn bên Lạc là ương. Ương, vậy là tính ra có khi lại cái nguồn gốc lại cái tên gọi giống nhau đúng không? À. Như bên bọn em là có bên bên Lào á là có cái gì mà bên Việt Nam cái gọi là giống như kiểu cái có một cái gì đấy mà bên Việt Nam mà bọn em không không tìm thấy không? Chắc cũng phải có chứ, nhiều chứ đúng không? Dạ có nhiều. Ví dụ như em đi chợ em không thấy lá é. Lá é? Dạ lá é. Lá é nấu gà lá é đúng không? Dạ. Ở có ở ngoài chợ không có. Em không biết là người đúng ta rồi. Bán ở đâu rồi, ở Quy Nhơn này. Ở lẩu gà lá é là cái đặc sản ở Phú Yên ngay gần đây. Và ở Quy Nhơn cũng bán lẩu gà lá é nhưng mà đi chợ để tìm lá é thì khó. Dạ, đúng rồi. Khó, bởi vì khó. Là cái này mình phải đặt hay là như thế nào chứ bởi vì nó không phải là một cái món, một cái loại lá phổ thông ở đây người ta hay dùng. Cho nên là, nhưng mà tìm thì chắc cũng ra đấy. Đây các bạn nha, giới thiệu cho các bạn, đây là một cái khu ký túc riêng cho các bạn sinh viên Lào này. Thôi bây giờ cũng trưa rồi, chắc là giờ là về là các bạn đi chợ là nấu cơm hết rồi đúng không? Dạ. À. Có một số bạn mua cơm hộp. Ở đây là ăn cơm nấu nhiều hơn hay ăn cơm hộp nhiều hơn? Tùy theo anh. Có ví dụ như một ngày đó bận lắm thì mua cơm hộp. Ừ. Dạ còn ngày thì lắn lắn thì nấu ăn. Ừ, rồi thôi, tiện em về đến đây thôi. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ. Rồi cái dịp nào anh em gặp nhau sau. Rồi đây là khu ký túc xá dành cho các bạn sinh viên Lào nè các bạn, thoáng mát lắm. Bên đây là ký túc xá C2, bên kia C3, ở giữa này là cái khu gọi là luyện tập thể dục thể thao với cái sân bi sắt này. Đó. Cái chỗ này là cái sân bi sắt em. Sân bi sắt. Thôi, cái gì chưa rồi. Tạm biệt em nha. Dạ. Bye bye. Chào mọi người.